Thank you. Oh, dưa hang động. Oh, thank you very thank much. You so oh. much. Thank you. Oh, wow. Chị còn đi thẳng qua đó là đi đâu chị? Tuyến một nước ta hơn nữa à? What out your head? Yeah, what's on your head? What out your head? I'm laughing at your face. She thinks taking a photo of me is really funny. Chiều về làm sao đi ra được chị? Nước lớn mà sao trôi quá. Rồi. Nước lớn là sao chị? Nó có thể lên được nhé. Đau lưng quá rồi. Ngồi không biết đau lưng ôi quá. Ôi, chút nữa mình về đường này luôn hả? Hả? Dạ. Trời. Wow, bắt đầu đẹp quá. Đi xuống biết luôn. Dạ. Cái cọng này đẹp hả? Wow. Thank you.
Oh man, just doing. What out of your head? Oh my God. Hàng khi mấy người chào thiện ai cũng nhỏ con hết trơn. Bữa con ngồi bể đầu á. Wow. Nhưng bể đầu mày. Mày. It's 7 minutes in the cage. Oh, bad. Cái này sâu không chị? Mấy mét? Đâu đâu? Nước á? Mét rưỡi hả? Nghĩ là có người ta đào nữa.
khó thở nè. Được. Có oxy. Thấy con nước đồ mát mà. Don't worry, Tony, I'll give you the heads up about your head. Okay. Like it's coming up any second. See. Wow.
cái này họ chèo kỹ thuật lắm á, chứ không biết chèo á là rủ vô đá rồi bắt đầu rồi. Nó hồi về nước ngập lên rồi. Đường khác. Chạy lát mình về mình đi đường khác đúng không chị? Nước ngập lên. Nếu mà mưa lớn thì chị có cho là cho nghe đi không chị? Wow. Thank you. Thank you. Oh, đẹp quá trời, ông xã ơi. Wow. That was crazy. I'm not on that. That was a good drive. Oh, good drive. We survive. Chị ở đây mà mưa lớn quá rồi thế cái có hàng lên làm sao mà em lúc đấy khách ngồi cũng xuống lòng thuyền chỗ mình gãy chân đấy xong nó cúi hẳn đầu xuống nó mới đi được chung đi nó mạo hiểm hơn đi vẫn được đó chị nó không thoải mái như hôm nay nhưng nó mạo hiểm hơn vẫn đi được mà vẫn cho khách đi hả vâng khách vẫn đi mà chỉ chở 2-3 người thôi chứ không chở 4 người chị ạ nó nặng quá không tránh được. You can't even stop.